Xin chào bà con, thì hôm nay để tiếp tục thì mình quay cái clip về cái kỹ thuật hái tiêu. Thì cái đây là cái vườn tiêu của mình. Thì hôm nay đi qua rải sẵn quay cho bà con những ai biết và chưa biết về cái kỹ thuật hái tiêu, như là hái tiêu như thế nào của nông dân á. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con biết và tham khảo về cái yêu cầu theo của mình á. Tại vườn mình á, đang hái thì mình mua cái bạt dài tầm 15m, mình rải một lần từ 6 đến 8 cây hàng dài đó. Mình mua hai cái thì mình rải hết một hàng dài một luống đó, bắt đầu hái. Hái cho xong nguyên một buổi sáng luôn, là xong từ 6 đến 8 cây đó. Khi xong á, đó các con xem nè, mình hái mình trải rất là dài đó. Thì khi hái xong á, thì thứ nhất á, mình không có suy nghĩ về cái việc là chuyển bạt hay là dời bạt đi hay là kéo sang cây. Thì nếu mà bà con cứ hái từng bạt á, thì nó rất tốn thời gian và mất công. Như ở cái vườn của mình đó, bà con nhìn cái bạt rất là dài. Mình hái, khi mà hái xong á, bắt đầu xong 6 cây mình bắt đầu chuyển hàng. Thì một số lưu ý khi bà con hái tiêu á, thì mình hái nhẹ nhàng thôi, không nên hái quá mạnh, giật quá mạnh. Nếu chúng ta giật quá mạnh á, thì khiến cho những cái cành của lá tiêu á, nó sẽ bị đứt ra hết, nó rớt từng lá nó rớt đứt luôn cả ngọn. Nên chúng ta hái nhẹ nhàng và từ từ. Thì qua cái clip này á, thì bà con cứ xem về cái vườn tiêu của mình và cái mô hình kỹ thuật mình hái tiêu. Thì cái hái tiêu thì nói chung nói kỹ thuật thôi chứ thật chất ra nó cũng đơn giản như hái cà phê. Vì cái clip này mình quay cho một số bà con ở thành phố hay là ở cả nước mình á, chưa ai biết về cái tiêu như thế nào thì sẽ xem. Thì bà con nào cũng có vườn tiêu thì cũng thể xem và chia sẻ xem cái mô hình tiêu của mình nó bằng với vườn tiêu của mình không, thì có thể học hỏi được. Thì tiêu này á, thì mình toàn bộ mình tiêu lương hết nên nó rất là đẹp, trụ bê tông hết. Thì mong bà con vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ video để mình tiếp tục qua những video mới cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con.
Thank you.